Ngày 19 tháng 8 năm 1981, trên vùng trời Địa Trung Hải, hai tiêm kích Su-22 của Libya lao về phía tàu sân bay Mỹ. Nhưng chỉ vài giây sau, hai vệt khói trắng rạch ngang bầu trời và cả hai chiếc máy bay MiG biến thành quả cầu lửa. Đó là dấu ấn đầu tiên trong hồ sơ chiến đấu của một chiến đấu cơ mang biểu tượng mèo hoang, nhưng không phải là loài mèo hiền lành. Đó là Grumman F-14 Tomcat. Sinh ra từ nỗi thất vọng của F-111, trưởng thành giữa cuộc đua vũ trang căng thẳng nhất thế kỷ 20, Tomcat được thiết kế để làm một việc duy nhất: bảo vệ hạm đội bằng mọi giá. Cánh biến thiên để săn mồi trong mọi độ cao, radar AVG9 để thấy kẻ địch trước khi chúng phát hiện ra nó, và tên lửa Phoenix để tiêu diệt đối phương trước khi họ kịp bắn trả. F-14 không chỉ là biểu tượng mà còn là móng vuốt thép trên bầu trời, là ranh giới giữa sống và chết của hạm đội Mỹ trong thời đại đối đầu hạt nhân. Trong video này, Mintech Flix sẽ đưa bạn vào hành trình của một trong những chiến đấu cơ vĩ đại nhất lịch sử, từ vinh quang trên bom tàu đến bóng tối trong sa mạc Iran và cả di sản sống mãi trong lòng người mê công nghệ. Giữa lúc không quân Mỹ tự tin với chiến đấu cơ bom F-111, hải quân thì không. Phiên bản F-111B nặng, cồng kềnh và gần như bất khả thi để vận hành trên bom tàu. Cánh quét biến thiên có, radar mạnh có, nhưng với chiều dài hơn 22m và trọng lượng vượt 24 tấn, F-111B giống như một con cá voi cố gắng hạ cánh lên bom tàu 150m. Năm 1968, hải quân nói đủ rồi, họ cần một chiến đấu cơ mới, nhanh, nhẹ hơn, nhưng vẫn mang được radar cực mạnh và tên lửa đánh chặn tầm xa. Thế là chương trình VFX chính thức bắt đầu, chương trình tiêm kích hạm thế hệ mới cho Hải quân Hoa Kỳ. Và trong cuộc đua đó, chỉ có một cái tên được chọn: Grumman. Grumman hãng từng tạo nên F-6F Hellcat và A-6 Intruder, nay đưa ra một thiết kế không giống bất cứ thứ gì trước đó. Một chiến đấu cơ hai chỗ ngồi, hai động cơ, đuôi kép với cánh biến thiên, điều chỉnh từ 20 đến 68 độ chỉ trong tích tắc để tối ưu cả tốc độ lẫn khả năng điều khiển. Nó được đặt tên là Tomcat, mèo đực, nhưng mang trái tim của kẻ săn mồi không biết sợ. Chuyến bay thử đầu tiên diễn ra vào cuối năm 1970, và chỉ 4 năm sau, F-14A Tomcat chính thức được triển khai trên siêu hạng không mẫu hạm USS Enterprise. Nhưng F-14 không chỉ là một chiếc máy bay đẹp, nó là tổ hợp của công nghệ tối tân, là hệ thống đánh chặn tầm xa đầu tiên trên thế giới có khả năng tác chiến thực sự toàn diện. F-14 không chỉ đẹp, nó là kết quả của tư duy chiến lược. Làm sao để một máy bay hoạt động được trên tàu sân bay, nơi bao ngắn, không gian hẹp mà vẫn có thể đánh chặn mục tiêu cách xa hàng trăm km? Câu trả lời là cánh biến thiên. Khi cất cánh hay hạ cánh, cánh F-14 mở rộng tối đa 68 độ, tạo lực nâng lớn. Khi tăng tốc, cánh tự động thu về 20 độ, tối ưu hóa khí động học, giảm lực cản, tăng tốc lên đến Mach 2.34. Nó là một cỗ máy biết thích nghi trong từng giai đoạn của trận đánh. Nếu MiG-25 là mũi giáo của không quân Liên Xô, thì F-14 là chiếc khiên biết tấn công của Hải quân Mỹ. Hệ thống radar AVG9 kết hợp với máy tính điều khiển và anten lớn đặt trong mũi máy bay có thể phát hiện mục tiêu cỡ máy bay ném bom từ 160 km trở lên, theo dõi đồng thời 24 mục tiêu, tấn công cùng lúc 6 mục tiêu bằng tên lửa tầm xa AIM-54 Phoenix. Phoenix không chỉ nhanh, nó là tên lửa không đối không tầm xa mạnh nhất thế giới trong suốt 30 năm. Với tầm bắn tới 160 km và đầu dò radar chủ động, Phoenix biến F-14 thành một hệ thống phòng thủ bay, đủ sức tiêu diệt cả biên đội máy bay ném bom trước khi chúng kịp tiếp cận hạm đội. Từ trên cao, F-14 như một hàng rào thép bảo vệ tàu sân bay. Chúng bay theo biên đội, tạo lớp cảnh giới ngoài rìa hạm đội, phát hiện máy bay địch, hướng dẫn chiến đấu và sẵn sàng tấn công nếu cần. Chưa một loại tiêm kích hạm nào trước F-14 có thể vận hành ở tốc độ Mach 2, tác chiến tầm xa với radar độc lập, mang theo kho vũ khí đa dạng từ AIM-7 Sparrow, AIM-9 Sidewinder đến tên lửa Phoenix. F-14 không chỉ phòng thủ, nó tìm, khóa và tiêu diệt từ khoảng cách mà kẻ địch còn chưa thấy nó xuất hiện. Nhưng tất cả những con số kỹ thuật đó sẽ là vô nghĩa nếu Tomcat không được thử lửa. Và khi bầu trời Libya, Vịnh Ba Tư và vùng trời Iraq bùng cháy, F-14 đã chứng minh nó không chỉ là lý thuyết, nó là máy giết chiến đấu cơ thực thụ. Không phải kẻ thù nào cũng mang hình dáng máy bay. Với F-14 Tomcat, kẻ kết liễu nó không phải MiG, không phải SAM, mà là chi phí. Trong thời kỳ hậu chiến tranh lạnh, ưu tiên ngân sách quốc phòng thay đổi. Bộ Quốc phòng Mỹ cần những chiến đấu cơ rẻ hơn, linh hoạt hơn và dễ bảo trì hơn. Và Tomcat, dù mạnh mẽ,
lại là một cơn ác mộng hậu cần. Mỗi giờ bay, F-14 tiêu tốn tới 60 giờ bảo trì, gấp đôi so với VA-18 Hornet. Các hệ thống điện tử, cơ khí của Tomcat, đặc biệt là ở phiên bản A, vốn dựa trên công nghệ từ thập niên 1960, bắt đầu lỗi thời. Rahman đã cố gắng hiện đại hóa Tomcat. Phiên bản F-14D Super Tomcat trang bị động cơ GS-110, radar APG-71 cải tiến khả năng tấn công mặt đất chính xác cao là một bước tiến lớn. Nhưng mọi nỗ lực nâng cấp cũng không thể thay đổi bản chất. F-14 là một thiết kế cồng kềnh nặng nề và đắt đỏ, được xây dựng cho một thời đại khác. Nó không phù hợp với các chiến dịch tốc độ cao, triển khai nhanh và chi phí rẻ của thế kỷ 21. Ngày 22 tháng 9 năm 2006, chiếc F-14 cuối cùng rời bầu trời, đánh dấu chấm hết cho hơn 32 năm phục vụ của một huyền thoại chiến đấu. Thay thế nó là VA-18ES Super Hornet, không nhanh bằng, không mang được Phoenix, nhưng rẻ hơn, hiệu quả hơn và đa nhiệm hơn. Tomcat không thua vì chiến đấu, nó rút lui vì không còn phù hợp với thời đại của chiến tranh ngân sách. F-14 không chỉ bị loại biên, nó bị tiêu hủy hàng loạt. Vì lo ngại các linh kiện rơi vào tay Iran, quốc gia vẫn đang vận hành số ít Tomcat còn lại, Mỹ quyết định tiêu hủy gần như toàn bộ khung máy bay, radar và phụ tùng. Một số chiếc được giữ lại, không để bay, mà để trưng bày trong viện bảo tàng như ở NASM, Pima Air và Space hay Bảo tàng Hải quân Hoa Kỳ. Tomcat đã biến mất khỏi biên chế, nhưng không bao giờ biến mất khỏi ký ức. Bởi thứ mà F-14 để lại không chỉ là động cơ, radar hay tên lửa, mà là cả một chiếc sử thi trên không trung, nơi công nghệ, chiến lược và con người hội tụ thành biểu tượng. Tomcat không còn bay, nhưng hình ảnh của nó vẫn sống trong trí nhớ của hàng triệu người. Trong lịch sử hàng không hải quân, không chiến cơ nào để lại dấu ấn sâu đậm như F-14. Không chỉ vì thiết kế táo bạo, không chỉ vì radar tối tân, không chỉ vì tên lửa Phoenix có thể vươn tới cả trăm dặm, mà bởi vì F-14 là hình tượng của một thời đại mà công nghệ là biểu tượng quốc gia, thời đại mà một chiếc tiêm kích không chỉ là khí tài, mà là lời tuyên bố sức mạnh của một siêu cường. Năm 1986, F-14 bước ra khỏi bom tàu sân bay bước vào màn ảnh rộng trong bộ phim Top Gun. Và từ đó, Tomcat không còn là vũ khí, nó là huyền thoại điện ảnh. Thế hệ trẻ biết đến F-14 qua cảnh Tom Cruise kéo cần ga, xoay vòng qua mục tiêu bất tưởng tượng. Nhưng thế giới quân sự thì biết những gì F-14 làm được ngoài đời còn ngoạn mục hơn thế. Năm 2022, F-14 trở lại trong Top Gun Maverick không như một cỗ máy lỗi thời, mà như một biểu tượng chiến thắng cuối cùng giữa thời đại chiến đấu cơ tàng hình. Và khi chiếc Tomcat bật lên, cất cánh lần cuối, khán giả cả rạp đứng dậy vỗ tay. Ngày nay, không còn quốc gia nào ngoài Iran vận hành F-14. Và ngay cả tại đó, số lượng cũng rất hạn chế, phụ tùng khan hiếm. Nhưng nhiều nguyên lý chiến đấu của F-14, từ radar đa mục tiêu, chiến thuật phòng thủ hạm đội, đến hệ thống tên lửa tầm xa, vẫn được áp dụng trong các chiến đấu cơ hiện đại như F-22 Raptor, Su-57 hay thậm chí F-35. F-14 là một cầu nối giữa thế hệ máy bay cơ học và kỷ nguyên điện tử, là đại diện cuối cùng của thời đại sức mạnh công nghệ hóa hình tháp bay. F-14 Tomcat sinh ra từ chiến tranh lạnh, tung cánh trên đại dương và trở thành biểu tượng không thể thay thế trong lịch sử quân sự hiện đại. Nó không phải máy bay hoàn hảo, nhưng nó là một chiến đấu cơ huyền thoại. Và huyền thoại thì không bao giờ thực sự biến mất. Rahman F-14 Tomcat không chỉ là chiến đấu cơ, mà là tuyên ngôn trên bầu trời của Hải quân Hoa Kỳ. Bạn đang xem Mintech Blitz, nơi chúng tôi kể cho bạn câu chuyện về công nghệ quân sự thông qua lịch sử. Cảm ơn bạn đã xem hết video và xin hẹn gặp lại ở video tiếp theo.